Bài hát kế tiếp là bài Getting to Know You, tạm dịch là Để làm quen với các em. Trong bài hát này thì cô giáo Anna đã cho các con của nhà vua xem một tấm bản đồ hiện đại, và các em rất là ngạc nhiên là bởi trên tấm bản đồ này cho thấy nước Simla là quá nhỏ bé so với những phần còn lại của thế giới. Cô giáo Anna cho các em biết rằng là nước Anh còn nhỏ hơn cả Simla. Và cô giáo Anna đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ với các đứa bé, giống như tìm hiểu về con người là điều yêu thích nhất của cô để dạy học. Và bài hát Getting to Know You được trình bày bởi ca sĩ Melody Versoza và toàn thể các ca sĩ. It's a very ancient saying, but a true and honest thought, that if you become a teacher, by your pupils you'll be taught. As a teacher I am learning, you'll forgive me if I boast, and I've just become an expert on the subject I like most. Getting to know you. When I am with you.